Chiều nay, Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11, tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết tại khu vực miền Trung. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Cùng dự tại đây có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Tại hội nghị, các địa phương trên cơ sở thực tiễn quản lý triển khai nghị quyết trong thời gian qua, trên địa bàn đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, Đặc biệt là những điểm quan trọng trong dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá cao những bài học rút ra sau 10 năm thực hiện nghị quyết. Các địa phương cũng đã trao đổi phân tích làm rõ thêm một số vấn đề bất cập vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, phương thức thu tiền sử dụng đất, vấn đề xử lý đất của các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, công tác thu hồi bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vấn đề xác định giá đất, đồng thời đánh giá về tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai, việc thực hiện quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất tại địa phương.